Thân chào các em. Hôm nay các em sẽ học viết bài tập. Như vậy về lý thuyết, các em đã được học 3 bài. Bài 1 chuyển động cơ học, bài 2 vận tốc, bài 3 chuyển động đều, chuyển động không đều. Sang phần bài tập thì ở cuối mỗi bài học, cô đều cho các em làm các câu trắc nghiệm để ôn lại kiến thức mình vừa học. Có một số bạn có hỏi cô, vậy những câu làm sai thì làm thế nào mà em biết được tại sao câu đó lại sai? Vì vậy, trong phần bài tập ngày hôm nay, cô chia làm hai phần nhỏ. Phần thứ nhất, cô sẽ giải đáp một số câu trắc nghiệm để các em ôn lại kiến thức mình đã học. Phần 2, chúng ta cùng nhau đi giải một số bài tập mới. Để ôn lại kiến thức ở bài 1, các em đi trả lời hai câu trắc nghiệm sau đây. Câu 8 nằm ở bài trắc nghiệm tuần 1. Nhận xét nào sau đây không đúng khi đoàn tàu đang chạy? A. Người soát vé đang đi lại trên tàu, chuyển động so với đầu tàu. B. Cột điện bên đường chuyển động so với đoàn tàu. C. Hành khách ngồi trên đoàn tàu đứng yên so với toa tàu. D. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu. Vậy qua bài học 1, các em đã biết được thế nào là một vật chuyển động, thế nào là một vật đứng yên. Vậy chúng ta hãy đi xét vị trí của các vật, xem nó có thay đổi hay không thay đổi so với vật mốc. Câu A. Vị trí của người soát vé đang đi lại trên tàu, ta thấy nó thay đổi so với đầu tàu. Vậy câu A là câu đúng. Câu B. Ta xét vị trí của cột điện có thay đổi so với đoàn tàu hay không? Ta thấy có, khi đoàn tàu đang chạy thì vị trí của cột điện thay đổi so với đoàn tàu. Vậy câu B là cột điện bên đường chuyển động so với đoàn tàu là câu đúng. Câu C. Vị trí của hành khách có thay đổi so với toa tàu không? Ta thấy không có sự thay đổi vị trí. Vậy câu C, hành khách đứng yên so với toa tàu là đúng. Vậy ta thấy có 3 câu đúng. Chắc chắn câu D là câu không đúng. Nhưng ta vẫn xét tiếp. Xem vị trí của đầu tàu có thay đổi so với toa tàu không? Rõ ràng khi tàu đang chạy thì vị trí của đầu tàu không thay đổi so với toa tàu. Vậy đầu tàu đứng yên so với toa tàu mới là câu đúng. Vậy đáp án của câu 8 sẽ là câu D. Câu 9 cũng nằm trong bài trắc nghiệm tuần 1. Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh, đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì... Đọc đến đây ta đã hiểu được vật mốc ở đây đó là hành khách. Vậy câu A, máy bay chuyển động hay đứng yên so với hành khách? Xét vị trí của máy bay, ta thấy không thay đổi so với hành khách đang ngồi trên máy bay. Vậy máy bay đang chuyển động so với hành khách là sai. Máy bay phải đứng yên so với hành khách. Câu B. Ta xét vị trí của đường băng có thay đổi so với hành khách đang ngồi trên máy bay không? Rõ ràng vị trí của đường băng thay đổi theo thời gian so với hành khách. Vậy câu B, đường băng đang chuyển động so với hành khách là câu đúng. Câu C. Người phi công đang chuyển động so với hành khách, câu đó có đúng không? Rõ ràng vị trí của người phi công không thay đổi so với hành khách đang ngồi trên máy bay. Vậy câu C là câu sai. Câu D. Sân bay đứng yên so với hành khách, có đúng không? Ta thấy vị trí của sân bay thay đổi theo thời gian so với hành khách đang ngồi trên máy bay. Vậy sân bay phải chuyển động so với hành khách đang ngồi trên máy bay. Vậy câu D là câu sai. Vậy đáp án của câu 9 đó là câu B. Để ôn kiến thức ở bài vận tốc, các em đi làm các câu trắc nghiệm sau đây. Câu 15 nằm ở bài trắc nghiệm tuần 2. Một học sinh vô địch trong giải điền kinh ở nội dung chạy cự ly 1.000m với thời gian là 2 phút 5 giây. Vận tốc của học sinh đó là... Khi đọc đầu bài lên, các em đã thấy đơn vị thời gian là đơn vị chưa hợp pháp. Đơn vị quãng đường là 1.000m thì đơn vị thời gian chúng ta phải để ra giây. Các em đổi đơn vị 2 phút 5 giây chính là bằng 2 phút cộng thêm 5 giây. 2 phút đổi bằng 120 giây cộng 5 giây thì thời gian là 125 giây. Sau đó áp dụng công thức tính vận tốc. Ta tính theo công thức V bằng S chia T, thế số lấy 1.000m chia cho 125 giây và đạt bằng 8 m trên giây. Vậy đáp án ở câu 15
là đáp án B. Tiếp theo là câu 18, cũng nằm ở bài trắc nghiệm tuần 2. Cô đọc câu hỏi. Vận tốc chuyển động của vật 1 là 16 m/s, của vật 2 là 43,2 km/h. Nhận xét nào sau đây về sự nhanh chậm của hai vật là đúng? A. Vật 1 chuyển động nhanh hơn vật 2. B. Vật 1 chuyển động chậm hơn vật 2. C. Hai vật chuyển động nhanh như nhau. D. Không thể so sánh được vì vận tốc của hai vật là khác nhau. Đây rõ ràng là câu hỏi hỏi về sự nhanh chậm của chuyển động mà các em đã học ở bài vận tốc. Các em biết, muốn biết sự nhanh chậm của chuyển động, ta phải so sánh vận tốc của các vật. Câu 18 cho vận tốc của hai vật là hai đơn vị khác nhau. Vậy để so sánh vận tốc của hai vật, ta phải đổi vận tốc đó về cùng một đơn vị. Ta có thể đổi vận tốc của vật 1 trước 16 m/s muốn đổi sang km/h nhân với 3,6 và bằng 57,6 km/h. So sánh ta thấy lớn hơn 43,2 km/h. Vậy vật 1 chuyển động nhanh hơn vật 2. Đáp án của chúng ta sẽ là câu A. Hoặc có một bạn nào đổi không đổi 16 m/s mà đổi 43,2 km/h thì ta làm phép tính chia cho 3,6 thì bằng 12 m/s. Và ta thấy con số này nhỏ hơn 16 m/s là vận tốc của vật 1. Vậy ở đây vật 2 chuyển động chậm hơn vật 1, hay nói cách khác, vật 1 chuyển động nhanh hơn vật 2. Để hiểu rõ về chuyển động đều và chuyển động không đều, các em làm câu 2 nằm ở bài trắc nghiệm tuần 3. Cô đọc câu hỏi. Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động không đều? A. Chuyển động của máy bay khi bay ổn định. Khi máy bay đang bay ổn định thì độ lớn vận tốc của máy bay không thay đổi theo thời gian. Vậy câu A, chuyển động của máy bay là chuyển động đều. Câu B, chuyển động của kim đồng hồ khi mới thay pin. Khi pin mới thay thì pin còn rất tốt, dòng điện ổn định nên chuyển động của kim đồng hồ là chuyển động đều. Câu C, chuyển động của trái đất quanh mặt trời là chuyển động đều. Câu D, chuyển động của học sinh đến trường do học sinh có lúc đi nhanh, có lúc đi chậm, cho nên độ lớn vận tốc của học sinh thay đổi theo thời gian. Vậy chuyển động của học sinh đến trường là chuyển động không đều. Đáp án của chúng ta sẽ là câu D. Câu hỏi 5 ở tuần 3 là câu hỏi về tính toán. Một người đi từ A tới B gồm hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài 12 km, mất 20 phút. Đoạn thứ hai dài 8 km, mất 10 phút. Vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường AB là bao nhiêu? Các em đã biết, vận tốc của chuyển động không đều người ta gọi là vận tốc trung bình. Trước tiên làm một bài tập, các em cũng phải để ý đơn vị đã là đơn vị hợp pháp chưa. Ở đây đơn vị quãng đường là km, đơn vị thời gian người ta lại cho là phút. Vậy ta phải đổi đơn vị thời gian từ phút sang giờ. Ta đi tính tổng thời gian đi trên cả hai đoạn đường là lấy 20 phút cộng 10 phút bằng 30 phút, đổi ra giờ là 0,5 giờ. Công thức tính vận tốc trung bình, V trung bình bằng tổng quãng đường S1 cộng S2 chia cho tổng thời gian T1 cộng T2. Ta lấy 12 cộng 8 chia cho 0,5 bằng 40 km/h. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Câu 6 cũng là câu đi tính vận tốc trung bình nhưng đề bài khác với câu 5. Cô đọc câu 6. Một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2 km với vận tốc 36 km/h. Trên đoạn đường thứ hai dài 9 km với vận tốc 15 m/s. Và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 5 km với vận tốc 45 km/h. Tính vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ quãng đường. Có bạn tính như sau. Bạn đi tính vận tốc trung bình bằng áp dụng công thức lấy tổng các quãng đường cộng lại, lấy 2 km cộng 9 km cộng 5 km và chia cho tổng các vận tốc cộng lại, lấy 36 cộng với 15 cộng với 45. Cũng có bạn lại đi cộng tất cả các vận tốc trung bình lại, lấy 36 cộng với 15 cộng với 45 và chia cho 3. Các em sau khi học xong bài 3 sẽ thấy đây không phải là công thức tính vận tốc trung bình.
Vậy công thức này là công thức sai. Vậy công thức tính vận tốc trung bình, ta phải lấy tổng các quãng đường cộng lại chia cho tổng thời gian. Đây mới là công thức đúng. Nhìn vào đề bài của câu 6, các em thấy đề bài chưa cho thời gian. Bây giờ chúng ta phải đi tính thời gian trên từng đoạn đường. Trước tiên, các em hãy đi đổi đơn vị vận tốc trên đoạn đường thứ hai từ mét trên giây sang km trên giờ. Đổi V2 bằng 15 mét trên giây nhân thêm 3,6 sẽ bằng 54 km trên giờ. Sau đó, ta đi tính thời gian trên từng đoạn đường nhỏ. Áp dụng công thức T bằng S chia V, ta tính được thời gian trên đoạn đường thứ nhất, lấy 2 chia cho 36 bằng 1/18 giờ. Nếu bấm máy, các em thấy con số này ra lẻ, vì vậy để dưới dạng phân số. Tương tự vậy, thời gian đi trên đoạn đường thứ hai, lấy quãng đường là 9 km chia cho vận tốc là 54 km trên giờ và bằng 1/6 của giờ. Thời gian đi trên đoạn đường thứ ba, ta tính tương tự như vậy, lấy 5 chia cho 45 bằng 1/9 của giờ. Bây giờ ta áp dụng công thức tính vận tốc trung bình, lấy tổng quãng đường chia cho tổng thời gian ra 48 km trên giờ. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu D. Câu 7 nằm trong bài trắc nghiệm tuần 3, cũng là câu đi tính vận tốc trung bình. Quãng đường AB dài 22,5 km, một người đi xe đạp từ A đến B mất 2 giờ 30 phút, sau đó lại trở về A mất 2 giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai chặng đường đi và về. Có một số bạn vẫn sử dụng đúng công thức lấy quãng đường chia cho tổng thời gian, nhưng các em không chú ý, đây là yêu cầu tính vận tốc trung bình trên cả hai chặng đường đi và về. Nếu các em chỉ lấy 22,5 km là các em lấy chiều dài quãng đường một chặng. Vậy với bài này ta làm như sau: tính V trung bình bằng quãng đường đi cộng với quãng đường về, hai quãng đường này bằng nhau, chia cho tổng thời gian lúc đi là 2,5 và lúc về là 2 giờ. Đáp số ra 10 km trên giờ. Đáp án ở câu 7 là đáp án C. Câu 9 cũng nằm trong bài trắc nghiệm tuần 3. Đây là câu hỏi nâng cao, các em phải suy nghĩ thêm một chút. Nhà Bình cách trường 5 km. Lúc 6 giờ 30 phút, Bình rời nhà đạp xe đến trường với vận tốc trung bình là 4 mét trên giây. Biết 6 giờ 50 phút là phải có mặt ở trường, Bình có đến kịp giờ học hay không? Câu A, đến kịp trước thời gian quy định. Câu B, vừa đúng lúc. Câu C, không kịp. Câu D, không giải được. Ở câu hỏi này, họ đã cho thời điểm đi của bạn là 6 giờ 30 phút, thời điểm đến trường của bạn Bình là 6 giờ 50 phút. Từ đó, các em tính được thời gian đi của bạn Bình là 6 giờ 50 phút trừ 6 giờ 30 phút bằng 20 phút. Do đơn vị vận tốc là mét trên giây, cho nên ta đổi đơn vị thời gian 20 phút ra đơn vị giây sẽ bằng 1.200 giây. Sau đó, áp dụng công thức S bằng V nhân T, ta tính quãng đường đi được của bạn trong 20 phút, lấy 4 nhân 1.200 bằng 4.800 mét, đổi ra là 4,8 km. Như vậy, trong 20 phút, bạn Bình chỉ đi được 4,8 km. So với quãng đường từ nhà đến trường là 5 km, rõ ràng nhỏ hơn. Vậy, trong 20 phút, bạn không kịp đến trường. Đáp án là câu 9C. Cô vừa giới thiệu cho các em một cách làm. Bây giờ cô giới đó là cách 1, bây giờ cô giới thiệu tiếp cách 2. Cách 2, ta tính thời gian đi của bạn từ nhà đến trường với cái vận tốc 4 mét trên giây. Áp dụng công thức T bằng S chia V, lấy quãng đường là 5 km đổi ra 5.000 mét, chia cho vận tốc của bạn là 4 mét trên giây thì tính được 1.250 giây. Đây là thời gian cần phải đi trên quãng đường 5 km, nhưng mà thực tế bạn chỉ đi có 1.200 mét thôi. Vậy thì bạn không kịp đến trường. Với hai cách làm này, đáp án đúng của chúng ta vẫn là đáp án C. Như vậy, cô đã giải đáp thắc mắc một số câu hỏi trắc nghiệm nằm trong ba bài học ngày hôm trước.
Bây giờ chúng ta đi sang các bài tập mới. Bài 2.3, sách bài tập trang 6. Hai người đi xe đạp, người thứ nhất đi quãng đường 300 m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 giờ. Câu A, người nào đi nhanh hơn? Câu B, nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu km? Trước tiên, các em cũng ghi tóm tắt đầu bài. Những đơn vị nào chưa hợp pháp thì chúng ta cần phải đổi đơn vị. Các em đã biết, muốn so sánh sự nhanh chậm của chuyển động thì ta phải so sánh vận tốc. Ở đây, bài tập chưa cho vận tốc của mỗi người. Trước tiên, ta cũng đi tìm vận tốc của mỗi người. Ta đi tính vận tốc của người thứ nhất, áp dụng công thức V bằng S chia T. Nhớ đây là vận tốc của người thứ nhất thì phải lấy quãng đường của người thứ nhất chia cho thời gian đi của người thứ nhất. Lấy 300 m chia cho 60 giây do ta đổi 1 phút bằng 60 giây và sẽ vận tốc V1 sẽ bằng 5 m trên giây. Đi tính vận tốc của người thứ hai, ta cũng áp dụng công thức V bằng S chia T, lấy 7,5 km chia cho 0,5 giờ do có sẵn các đơn vị theo đầu bài không cần đổi sẽ bằng 15 km trên giờ. Đến đây ta thấy hai vận tốc có hai đơn vị khác nhau. Vậy để so sánh được, ta phải đổi về cùng một đơn vị. Ta có thể đổi vận tốc của người thứ nhất từ mét trên giây sang km trên giờ. Ta đổi được ra 18 km trên giờ. So sánh với vận tốc người thứ hai là nó lớn hơn. Vận tốc của người thứ hai là 15 km trên giờ. Vậy ta trả lời người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai vì có vận tốc lớn hơn. Câu B, nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu km? Các em cũng đổi đơn vị thời gian 20 phút ra đơn vị giờ bằng 1 phần 3 giờ do đơn vị vận tốc. Ở câu A, chúng ta để đơn vị là km trên giờ. Để hiểu và dễ dàng làm câu B, các em hãy vẽ ra giấy nháp một cái sơ đồ đơn giản như sau. Sau 20 phút, người thứ nhất đi từ A đến B và đi được quãng đường AB. Thì cùng thời gian đó, người thứ hai sẽ đi được đoạn đường AC. Lý do tại sao cô chọn đoạn đường AC nhỏ hơn đoạn đường AB? Vì vận tốc của người thứ hai bé hơn người thứ nhất, cho nên đi được quãng đường ngắn hơn. Ở đây, họ hỏi hai người cách nhau bao nhiêu km, chính là hỏi đoạn đường BC. Vậy để tìm được đoạn đường BC, ta hãy đi tìm quãng đường đi được của mỗi người trong 20 phút. Áp dụng công thức S bằng V nhân T, ta đi tìm đoạn đường AB mà người thứ nhất đi trong 20 phút bằng công thức S bằng V nhân T, lấy vận tốc là 18 nhân 1 phần 3 giờ là 6 km. Tương tự, hãy tính quãng đường AC mà người thứ hai đi trong 20 phút, ta gọi đó là S2 bằng V2 nhân T bằng 15 nhân 1 phần 3 bằng 5 km. Vậy sau 20 phút, hai người cách nhau một khoảng cách là BC, ta lấy quãng đường dài hơn là 6 km trừ quãng đường ngắn hơn là 5 km và bằng 1 km. Đây chính là đáp án của câu B. Bài 2.5 là dạng bài tập hai chuyển động cùng chiều nhau. Đến bài 3.12, sách bài tập trang 10 là nói về hai chuyển động ngược chiều nhau. Hà Nội cách Đồ Sơn 120 km, một ô tô rời Hà Nội đi Đồ Sơn với vận tốc 45 km/h. Một người đi xe đạp với vận tốc 15 km/h xuất phát cùng lúc nhưng đi theo hướng ngược lại từ Đồ Sơn về Hà Nội. Câu hỏi A, sau bao lâu hai xe gặp nhau? Các em cũng ghi tóm tắt đầu bài. Tổng quãng đường là 120 km. Vận tốc của mỗi xe là 45 km/h và 15 km/h. Hỏi thời gian T, đó là thời gian tính từ nơi xuất phát đến nơi gặp nhau. Các em cũng nên vẽ sơ đồ ra. Quãng đường Hà Nội Đồ Sơn ta kẻ một đoạn thẳng. Ô tô đi theo hướng từ Hà Nội đến Đồ Sơn. Xe đạp đi theo hướng ngược lại từ Đồ Sơn về Hà Nội. Ta chấm một điểm C. Đây là nơi hai xe gặp nhau. Trước tiên ta ghi lời giải. Gọi C là điểm hai xe gặp nhau. Gọi T là thời gian đi của mỗi xe từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau.
Thời gian đi này bằng nhau do hai xe xuất phát cùng một lúc mà lại gặp nhau cùng một lúc nữa, cho nên là T bằng nhau. Vậy quãng đường mà ô tô đi từ Hà Nội đến C, ta gọi là S1, sẽ bằng V1 nhân T1. Vận tốc 45 thế vô, nhưng T chưa biết, ta ghi 45 nhân T. Tương tự, ta tính quãng đường xe đạp đi từ Đồ Sơn đến C, gọi là S2, sẽ bằng V2 nhân T. V2 mình thế vào là 15, nhưng T chưa biết, ta viết lại T. Từng đoạn đường Hà Nội đến C chưa biết, từ Đồ Sơn đến C chưa biết, nhưng quãng đường Hà Nội đến Đồ Sơn là 120 km, nên ta có tổng S1 cộng S2 bằng 120, mà S1 ta viết là 45T thế vô, S2 bằng 15T, và tổng là bằng 120 cộng với trái ta có 60T sẽ bằng 120. Giải bài tập này ra, ta tìm T sẽ lấy 120 chia 60 thì T sẽ bằng 2 giờ. Vậy sau 2 giờ hai xe gặp nhau. Câu hỏi B, nơi gặp nhau cách Hà Nội bao xa? Đây chính là câu hỏi về quãng đường. Các em hãy đi tính quãng đường từ Hà Nội đến C, áp dụng công thức S bằng V1 nhân T, lấy vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi từ Hà Nội đến C của ô tô là 2 giờ thì bằng 90 km. Vậy nếu bài hỏi nơi gặp nhau cách Đồ Sơn bao xa thì các em làm như thế nào? Các em cũng có thể làm theo cách vừa rồi và làm thêm một phép tính nữa là lấy 120 trừ 90 ra 30 km, hoặc có thể đi tính quãng đường của người đi xe đạp đi từ Đồ Sơn đến C cũng ra 30 km. Tiết học bài tập của chúng ta đến đây là hết. Về nhà các em cũng chép bài, học bài và làm bài tập trong file Word cô gửi. Tuần 4 các em sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên 20 câu. Bài học tuần sau của chúng ta đó là bài 4, biểu diễn lực. Chào các em.